test cho các bác thấy chất bass của cả cái cặp Studio JBL này rất là mềm mại nhé. Nó vừa lực mà nó vừa mềm. Em test bằng 84 của Marang, dòng tem xanh. Đấy, dòng JBL này thì các bác thấy đấy, nó cho cái chất bass rất là mềm mà lại lực. G nhé, chứ lại chữ G. Nhiều các bác cứ alo hỏi bảo hỏi dòng loa UBL. Luận mãi mới hiểu là các bác, nhiều các bác mới chơi ấy, với anh em chơi nhiều rồi thì nó buồn cười, nhưng mà với các bác là đầu tiên chơi thì các bác đọc cái chữ này là UBL thì cũng em nghĩ là cũng thông cảm được, tại vì cái này nó là cái một cái biểu tượng kiểu như cái dấu chấm than ấy. Nếu mà che đi này, các bác nhìn nó rời ra này, đây là chữ G nhá, BL, đây là loa JBL chứ không phải là UBL. À, cặp này thì nó là dòng Studio. Studio nó có một hệ rất nhiều những cái dòng Studio, thì cặp này là cặp 310 25 mã, sử dụng bass 25 gân cao su zin. Và với cái gân cao su zin, cái gân cao su thì em vẫn rất thích cái chất bass của dòng gân cao su. Cái tiếng bass nó lực và nó có cái độ mềm, cái nó dẻo dẻo ấy. Đấy, các bác nghe một đoạn nhạc là các bác thấy. Cặp này thì nó là tương đối là đẹp. Dáng cây tương đối là bề thế đấy, bề ngang của em nó cũng phải trên 30 đấy, 325 rất là chất lượng đấy. Các bác nào mà thích bát vừa mềm vừa lực lại còn vừa gọi là hay thì nghiên cứu cái này đấy. Ngoài chục triệu một chút thôi, các bác có thể sở hữu được em này rồi. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.